Nếu mình không có khả năng ngồi lại với chính bản thân mình một cách tĩnh lặng bình yên trong 2 phút hay 5 phút mỗi ngày thì khó lòng mà mình có thể ở với ai đó một cách bình yên và hạnh phúc với họ. Nếu mình không chấp nhận mình thì khó lòng ai mà chấp nhận được mình. Bố thí công đức không bằng giữ giới công đức không bằng ngồi thiền, nên ngồi thiền mỗi ngày vài phút là phước huệ, cách đó song tu tốt lắm cho chính mình và người thân xung quanh. Trước khi ngồi thiền mình phải phát nguyện. Cái nguyện tốt nhất, cao thượng nhất đó là trên cầu thành Phật dưới độ chúng sanh, không phải vì bản thân mình mà vì muôn loài đau khổ. Mình ngồi thiền, ngồi thiền không phải để vì sức khỏe, vì tìm cầu một cái gì đó tương lai, vì trở nên xinh đẹp hay là vì một cái điều gì đó nhỏ nhỏ, mà bởi vì mình muốn cầu thành Phật, mình muốn cầu giác ngộ, mình muốn cầu giải thoát, mình cầu trí tuệ tối thượng mà mình ngồi thiền. Bởi vì Đức Phật đã từng ngồi như vậy để đạt được giác ngộ, cho nên hôm nay mình ngồi như Đức Phật mà mình nhắm cái mục đích không phải giống như Phật thì đó không phải là thuyền của Phật giáo nha. Trước khi ngồi thiền thì phải có cái cặp này tọa cụ là để nâng mình cách khỏi đất, bồ đoàn là để nâng cột sống mình dễ thẳng lưng hơn. Khi ngồi xuống thì một là bán già chân này trên chân kia, hai kiết già đang chéo chân vào nhau, chân trái bắt lên trước và bàn tay phải để lên bàn tay trái, hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau, thư giãn đôi bờ vai, thư giãn mắt mũi miệng từ trên xuống dưới, hoàn toàn buông thư. Lúc này tâm mình không phải để suy nghĩ phân tích đắn đo trước sau, suy tư nghi ngờ gì cả, hoàn toàn buông hết, thay thế cái kênh suy nghĩ bằng cái kênh chánh niệm, đặt niệm trước mặt. Nhưng để cái niệm nó duy trì lâu, mình phải có đối tượng gọi là đề mục. Đối tượng đó tốt nhất là hơi thở, hít biết thở biết. Làm như vậy cho được 5 phút hoặc 15 phút mà thành tựu ít nhất trong một tuần mà không có suy nghĩ, hoặc suy nghĩ đến mà mình không bị nó kéo đi, thì nó thành tựu được hơi thở thứ nhất gọi là biết hơi thở vào và ra, rồi mới đến cái hơi thở thứ hai là ngắn biết dài biết. Như vậy 16 phép quán hơi thở mình thành thục được thì mình có thể chứng thánh quả, hết đau khổ luôn á. Cái đó là trong kinh Anapanasati Đức Phật đã dạy và Ngài đã thành tựu được vô thượng bồ đề bằng cách ngồi thiền quán hơi thở như vậy đó. Khi mình ngồi như vậy thì suy nghĩ sẽ đến, cảm thọ ngứa ngáy khó chịu tê cứng sẽ đến. Bình thường cái thân của mình nó hoạt động, đó là nghiệp nó lôi. Bây giờ mình tỉnh thức ngồi lại, đó là mình tạo duyên với Phật. Duyên với Phật mình phải tạo gọi là Phật duyên. Nếu mình không tạo Phật duyên thì mình bị nghiệp duyên. Cái gì mà nghiệp duyên lôi, cái đó nó đem mình đến sanh tử và đau khổ trong luân hồi. Bây giờ mình tỉnh thức cho nên mình ngồi xuống để lựa chọn đau khổ, là dù khó chịu mà mình biết chịu. Cái chịu khó này là do mình chủ động chứ không để mình khó chịu là do bị động. Cho nên đối với những gì mà nó đến trong suy tư hay cảm thọ, mình việc làm là thấy nó mà đừng có phản ứng với nó. Phản ứng đó là nghiệp lôi, đó là nghiệp duyên. Còn thấy nó mà không phản ứng, hoặc phản ứng mà ít nhất sau đó mình nhận biết được, cái đó là Phật duyên. Cái suy nghĩ nó đến cũng giống như là máu mình chạy, tim mình đập thì não mình suy nghĩ vậy thôi. Máu nó chạy mình đâu có muốn dừng, tim nó đập mình cũng đâu có muốn dừng. Và vì vậy suy nghĩ nó đến mình cũng đừng có muốn loại trừ nó. Nó hết sức tự nhiên cái việc của mọi thứ nó đang làm. Việc của mình là chỉ thấy hiện tượng và chứng kiến, là một chứng nhân cho những hiện tượng đó. Nhờ những hiện tượng đó mà mình thấy được bản chất thật của nó là vô thường và vô ngã. Từ đó mà mình có giác ngộ. Cho nên một cái ngứa hay một cái đau hay một suy nghĩ, tất cả đó đang là biểu hiện của một vị Phật đến để cho mình nhìn thẳng vào nó và mình có sự giác ngộ nhờ những thứ đó. Nhưng còn một cái nữa là khi mình chưa thành tựu được hơi thở thứ nhất, đừng có vượt bậc lên hơi thở thứ hai, cái nền móng nó không vững chãi thì mình tu hành không tới đâu cả. Cho nên cần nhất là sự bền bỉ trong lúc tu thiền. Hết ngày này qua ngày kia cứ làm hoài. Có lúc thì tâm tịnh đừng có quá vui, lúc còn tâm không tịnh đừng có quá buồn. Tất cả những cái hiện tượng đó để cho mình tự tại buông bỏ mà không có dính mắc. Thì mình mới thực tập không có sự dính mắc trong lúc ngồi thiền. Lấy cái sự thực tập như vậy không dính mắc đối với vui buồn được mất của cuộc đời. Đó, lý sự là viên dung, cố gắng lên. A Di Đà Phật.